Ngày hôm nay rất là vinh dự cho anh được đọc và cùng các em tìm hiểu một tác phẩm thơ tiếp theo. Đó là tác phẩm thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Phạm Tiến Duật sinh năm 1941, mất năm 2007, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964, Phạm Tiến Duật gia nhập quân đội, hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của các thế hệ các nhà thơ trẻ thời chống Mỹ cứu nước. Thơ Phạm Tiến Duật tập trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ qua các hình tượng người lính và cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Thơ ông có giọng điệu sôi nổi, trẻ trung, hồn nhiên tinh nghịch mà sâu sắc. Năm 2001, ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Bài thơ về tiểu đội xe không kính nằm trong chùm thơ Phạm Tiến Duật được tặng giải nhất cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ năm 1969 và được đưa vào tập thơ Vầng Trăng Cuồng Lửa của tác giả. Bếp Hoàng Cầm, đây là kiểu bếp dã chiến của bộ đội ta đặt dưới lòng đất khi đun khói tản ra để địch không phát hiện được. Bếp này thì mường thường mang tên người sáng tạo ra nó trong thời kháng chiến chống Pháp, đó là anh hùng nuôi quân Hoàng Cầm. Sau đây xin mời các em cùng lắng nghe bài thơ. Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật bom rung kính vỡ đi rồi. Ông Dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim như xa như ùa và buồng lái. Không có kính thì có bụi, bụi phun tóc trắng như người già, chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc, nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. Không có kính thì ướt áo, mưa tuôn mưa xối như ngoài trời, chưa cần thay lái trăm cây số nữa, mưa ngừng gió lùa khô mau thôi. Những chiếc xe từ trong bom rơi đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới, bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi. Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời, chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy, võng mắc trông canh trên đường xe chạy, lại đi trời xanh thêm. Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe thùng xe có xước, xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. 1969, Phạm Tiến Duật, Vầng Trăng Cuồng Lửa, nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, 1970. Ghi nhớ, bài thơ của Phạm Tiến Duật đã khắc họa một cách hình ảnh độc đáo những chiếc xe không có kính. Qua đó, tác giả đã khắc họa nổi bật hình ảnh những người lính lái xe Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ cứu quốc với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn và nguy hiểm, và từ đó thể hiện cái ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam kiên trung bất khuất. Tác giả đã đưa vào bài thơ chất liệu hiện thực sinh động của cuộc sống ở chiến trường, ngôn ngữ và giọng điệu giàu tính khẩu ngữ tự nhiên mộc mạc nhưng lại vô cùng khỏe khoắn và sinh động.